Cứ mỗi lần bóng đá Việt Nam xung trận ở đấu trường Đông Nam Á là nhà văn hóa thanh niên lại trở thành thánh đường chung của các tín đồ túc cầu giáo ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiến là nhà văn hóa thanh niên nhưng không chỉ có giới trẻ ở đây tụ họp, mà đây còn là cơ hội kinh doanh của rất nhiều người. Người ta đến để ủng hộ, để được gào lên hai tiếng Việt Nam. Còn cổ vũ cụ thể cho những cái tên nào trên sân cỏ ở Indonesia thì không quan trọng. U23 thì em nói chung là em cũng không biết rõ lắm, nhưng mà em có thể một vài cầu thủ như là Trọng Hoàng, Tấn Tài, Hồng Sơn, Tấn Trường và Tấn Mạnh. Tuy nhiên, bóng đá như trò đùa nghiệt ngã của số phận khi U23 Việt Nam bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, để rồi bị đòn trừng phạt hồi mã thương. Những gương mặt thất vọng, những khoảnh khắc âu lo như dài hơn thế kỷ. Bọn trẻ vô tư cười đùa, có biết đâu cha mẹ chúng ruột gan như ngồi trên lửa. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-1 nghiêng về Philippines. Nỗi ám ảnh tại AFF Cup 2010 trên sân Mỹ Đình lại hiện về. Tuy nhiên, lần này người hâm mộ vẫn vững niềm tin chiến thắng. 2-1 nghiêng về Việt Nam. Em nghĩ như là 2-1 Việt Nam 2. Vậy em đoán số là 3-1 nghiêng về tiếng của đội Việt Nam. Và rồi niềm vui vỡ òa. Không chỉ một mà đến 3 lần. Trời Sài Gòn đổ mưa, nhưng trời mưa thì mặt trời mưa khi trong lòng mỗi người đang nóng rang hồ hởi với cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của tuyển U23 Việt Nam. Mà quay hôm nay thì tinh thần chắc có sau giờ nghỉ giải lao huấn luyện viên lên chưa có tinh thần. Thì hôm nay mình đá bình tĩnh tự tin và vợ chồng gia đình tụi tôi rất vui mừng về trận khởi mà mình thắng 3-1 giống như Malaysia. Chúc mừng cho đội tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng xứng đáng và đã có được một hiệp 2 đúng như những dự kiến của ban lãnh đạo và những người mong cổ động viên chúng tôi đang mong đợi. Một chiến thắng đầu tay nhọc nhằn, nhưng đầu đã xuôi, đuôi sẽ lọt. Chúc tuyển U23 kết thúc hành trình trong vinh quang để không phụ niềm tin của đại gia đình yêu bóng đá Việt Nam.